Xin chào, tôi đã sở hữu một nụ cười đẹp nhờ bí quyết đã học được từ các bạn tiếp hàng không. Và hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ lại bí quyết để giúp các bạn có một nụ cười đẹp và tự tin hơn. Như các cụ ngày xưa đã đúc kết là một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Quả thật như vậy thì khi mà chúng ta cười đã mang lại rất là nhiều lợi ích đến cho cơ thể. Ví dụ khi mà chúng ta cười nhé, thì não bộ sẽ tiết ra hormone hạnh phúc, đấy là hormone endorphin. Đây là một hormone giúp chúng ta hưng phấn và cảm thấy hạnh phúc yêu đời hơn, giảm trừ các cái vấn đề về tim mạch như là đột quỵ chẳng hạn. Đấy. Thứ hai là khi mà chúng ta cười thì cái này tôi nghĩ là sẽ rất là nhiều người thích nha, đặc biệt là phụ nữ chúng mình. Khi mà cười sẽ giúp chúng ta giảm cân. Khoa học đã chứng minh rằng 15 phút cười thoải mái sẽ đốt cháy một lượng calo tương đương là 100-170 kcal. Đấy, thay vì chúng ta phải ra ngoài đường đạp xe 20 phút, chúng ta chỉ cần ngồi trong nhà và cười 15 phút thôi. Tôi thích cách thứ hai hơn. Điều thứ ba là một điều cực kỳ quan trọng. Nụ cười là vũ khí bí mật của phụ nữ, sẽ giúp chúng ta quyến rũ mọi chàng trai. Người ta thường nói là đàn ông thì chinh phục thế giới, còn phụ nữ thì chinh phục thế giới thông qua người đàn ông. Vậy thì nụ cười sẽ là bí mật, vũ khí bí mật của người phụ nữ như thế nào? Các nhà khoa học Brazil đã từng làm một nghiên cứu và ở đấy thì đã chứng và đã kết luận là 69% số người đàn ông đồng ý rằng người phụ nữ có một nụ cười đẹp sẽ quyến rũ hơn rất nhiều một người phụ nữ trang điểm kỹ càng. Bạn thấy không? Thay vì đầu tư vào rất là nhiều những mỹ phẩm đắt tiền thì hãy trang điểm cho chúng mình một nụ cười. Và tôi tin là ai cũng sẽ làm được vì nó miễn phí. Vậy thì một nụ cười đẹp là như thế nào? Một nụ cười đẹp là một nụ cười cân đối. Hai khóe miệng thì hướng lên trên này, và miệng môi dưới bo sát rìa răng hàm trên. Và đặc biệt là không cười hời lợi. Vậy thì làm thế nào để sở hữu một nụ cười đẹp? Thì tôi biết là không phải ai sinh ra cũng có một nụ cười đẹp ngay. Thì bí quyết của các bạn tiếp hàng không là gì? Khi mà tôi đi máy bay thì tôi thấy là các bạn ấy làm việc từ sáng đến tối, nhưng mà trên gương mặt các bạn lúc nào cũng có một nụ cười rất là tươi và rất là thiện cảm. Thế thì tôi đã tìm hiểu được bí quyết của các bạn ấy và tôi sẽ chia sẻ với các bạn ngay lập tức đây. Có một cái bài tập gọi là bài tập chiếc đũa. Chúng ta sẽ sử dụng một chiếc đũa này, một chiếc đũa nhỏ thôi. Ở đây tôi không có đũa thì tôi sẽ dùng một cái bút. Các bạn nên nhớ nhé, là cái bút này thì nó phải cân đối, nó phải đều này. Đây này, đường kính nó phải đều này, chứ không phải là một đầu bé và một đầu to đâu. Thì nó sẽ giúp chỉnh sửa nụ cười của chúng ta, nhất là bạn nào mà có nụ cười bị cười hở lợi. Tôi cũng là một người cười hở lợi. Khi mà tôi cười thoải mái này thì tôi hở rất nhiều lợi và mắt thì nhắm tịt luôn. Nhưng mà sau cái bài tập này tôi đã khắc phục được rất là nhiều cái nhược điểm đấy. Bạn sẽ cắn cái bút này, cái đũa này ở giữa hai hàm răng. Và bạn nên nhớ là trước khi cắn thì chúng ta sẽ làm sao để cho hai cái miệng thật là rộng mở và tự do nhé. Và khi đấy thì là bài tập này sẽ giúp luyện tập cho chúng ta có cái nụ cười tươi hơn này, hai cái khóe miệng nó sẽ tươi hơn và nó hướng lên trên, chứ không phải là cười nhưng mà nhìn nó bị đơ hay là bị giả tạo vì cái khóe miệng nó bị hướng xuống dưới ạ. Thì bài tập này sẽ giúp cho bạn có một nụ cười tươi và rạng rỡ hơn. Thứ hai là sẽ giúp cho chúng ta không bị cười hở lợi nữa. Và khi mà luyện tập nhá, chúng ta chỉ sử dụng môi trên thôi. Môi dưới thì chúng ta sẽ phải vẫn phải che kín hàm răng phía dưới, không được để lộ răng phía dưới ra. Chúng ta chỉ sử dụng phần môi trên. Đây. Và sau khi luyện tập thì bạn có thể nhìn thấy là sau khi mà tôi luyện tập thì cái khóe môi của tôi đã lên cao hơn. Đấy, tác dụng của bài tập đũa này rất là quan trọng. Mỗi ngày luyện tập từ 15 đến 20 phút thì đảm bảo sau 1 tháng bạn sẽ có một nụ cười chuẩn hoa hậu. Còn một bài tập thứ hai, là một bài tập đã giúp cho tôi chỉnh sửa được nụ cười rất là nhiều. Tôi đã
có tiền sử là bị liệt bẩy một bên, do đó là một bên cười của tôi, một bên khóe miệng của tôi không được tươi, rất là khó tươi, cười bị lệch. Do đó là đây là một bài tập với gương. Khi mà chúng ta nhìn vào gương, chúng ta chỉnh sửa nụ cười của chúng ta này, xem là hai bên đã cân đối với nhau chưa này. Đấy, và chúng ta ghi nhớ cái trạng thái cười đẹp nhất của mình thích nhất, mình cười như thế nào thì chúng mình ghi nhớ cái trạng thái đấy, và sau đó thì chúng mình cứ áp dụng ra thôi. Chúng mình sẽ cứ cười cái nụ cười đấy lâu dần thì chúng mình sẽ quen và cười hàng ngày được. Ok, đấy là hai bài tập, hai bí kíp mà tôi đã học được từ các bạn tiếp hàng không, và tôi xin chúc các bạn là luôn có một nụ cười tươi và rạng rỡ, miệng mỉm cười thì may mắn tự nhiên tới. Cảm ơn và chúc các bạn có một nụ cười thật là đẹp nha.